Tính từ đầu năm đến 15 tháng 6 năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động đạt 51.677 người đến các thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc. Kỳ vọng năm 2022 sẽ vượt mục tiêu đề ra và dần dần hồi phục trở lại với số lượng trước đại dịch. Sự hồi phục trên do nhiều yếu tố, trong đó về mặt nhà nước, năm 2022 đã có nhiều hoạt động tích cực như ngày 20 tháng 3 làm việc với Australia để tiếp nhận 1.000 lao động Việt Nam trên năm trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngày 21 tháng 3 làm việc với Malaysia, ngày 20 tháng 6 làm việc với Nhật Bản, bổ sung để mở rộng đối tượng và nâng cao quyền lợi cho thực tập sinh Việt Nam. Thí điểm đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, tuyển chọn điều dưỡng viên và hộ lý sang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, đàm phán hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và một số quốc gia.